Bây giờ chúng ta thử là thêm vào mã sản phẩm ở đây là chúng ta thêm mã số 11. Tên ví dụ ở đây à, ta kiểm tra cái danh mục này. Ta truy vấn cái danh mục coi là là có những danh mục nào. Thứ nhất là hàng điện tử, hàng hóa chất, hàng cháy nổ. Ví dụ bây giờ thầy chọn là cái mã danh mục là số số 1 thì thầy gõ mã danh mục là số 1 vào. Được chưa? Mã danh mục số 1 chính là hàng điện tử. Như vậy thầy thì gõ vô đó là thầy ghi là bóng đèn à, trần nhà Đó. giá thì để là khoảng trăm 115 lăm. bấm này lưu này à, lưu không dùng parameter nhớ là ở đây chúng ta đang đến thuốc nhiệt mối em không ta bấm lưu này thì nó báo gì nó báo là đã có một cái uh, data reader đang kết hợp với comment lên phải đóng nó trước như vậy thì khi chúng ta gặp lỗi này này thì chúng ta phải gọi thêm một câu lệnh trong cái phần truy vấn chỗ này này tức là cứ kết thúc cái câu truy vấn như này, à kết thúc cái này này, chỗ mà cái hàm mà là hiển thị toàn bộ sản phẩm đó, thì em phải gọi lệnh đó là cái reader. chấm close để chúng ta đóng cái kết nối đi, được chưa? đóng kết nối giữa cái reader với cái comment với cái comment đi chú chú ý như này, nếu không nó sẽ báo lỗi khi chúng ta gọi lại nhiều lần. rồi chúng ta chạy lại như sau, bấm start. À, lúc nãy chúng ta đã thêm một cái gọi là uh, thêm, à, lúc nãy chúng ta chưa thêm đúng không? bây giờ chúng ta thêm vô nè là mã bằng 11 này. À, là bóng đèn trần nhà. Giá này cho là 115. Thì chuyển là mã như mục này bằng 1. Tại vì chúng ta coi ở đây này, mã bằng 1 này là hàng điện tử. bấm lưu. À, là bóng đèn trần nhà, thấy không? Thấy, thành công rồi. Bây giờ chúng ta thể truy vấn trực tiếp trong cơ sở liệu coi có thấy cái bóng đèn trần nhà không? Thì chúng ta bấm chuột phải vào sản phẩm à, à, chúng ta sẽ chọn là select top hoặc là edit top. Ví dụ edit top ta coi À, bóng đèn có không? à tôi bấm refresh đó chứ tại vì nó nãy mở rồi thì bây giờ nó không thấy chúng ta phải refresh lại ha thế bóng đèn thiệt nhà không được chưa đây chính là cách à, mà thầy hướng dẫn chúng ta à, làm thế nào để chúng ta thêm một dữ liệu và một bảng nào đó mà chúng ta không dùng parameter thì bây giờ chúng ta coi lại cách làm là chúng ta cũng gì à, connection chúng ta kiểm tra bình thường ha trong SQL comment thì Tại vì cái câu lệnh là insert nó rất phức tạp, nó hơi dài dòng Cho à, đó là thầy bị chú ý thầy uh, tạo ra một cái biến riêng à, Một cái biến riêng này để chúng ta lưu trữ cái câu là insert vào Thì quy tắc của nó cứ insert into đến cái um, tên bảng, rồi đến cái cột đằng sau đây Được chưa? Và đến cái từ khóa values, gọi gì vậy á Rồi đến các ngoặc tròn này là các giá trị tương ứng cho cái tên cột này Đó, thì số nếu giá trị nằm vào số thì chúng ta không để nhé đơn còn là chuỗi thì để, thì để trong nhé đơn và nếu như có dấu tiếng việt thì bỏ chữ n đằng trước chúng ta chú ý và khi thực hiện cái comment um, mà insert thì chúng ta nhớ gọi là sql non query để nó trả về một cái giá trị giá trị đó chính là số trọng bị ảnh hưởng đồng thời lúc nãy chúng ta để ý, Chúng tôi bấm lưu một cái thì nó báo lỗi khi trong phần sql non query là do do trong câu lệnh là chúng ta đang đang thực thi cái data reader đang đang còn sử dụng cái comment đang kết hợp lại này thì chúng ta nhớ gọi lệnh close đi ha nói chung là cứ mỗi lần chúng ta đọc hết dữ liệu xong thì chúng ta nhớ close đi để nó không ảnh hưởng đến những vấn đề khác. Bây giờ chúng ta qua cái trường hợp thứ hai đó là chúng ta tiến hành thêm dữ liệu mà chúng ta có dùng parameter. Tại vì chúng ta thấy này, nãy giờ chúng ta nối chuỗi trong cái câu insert rất là phức tạp mà nó dễ sai, rất khó sửa lỗi thì bây giờ chúng ta có một phương pháp mới đó là chúng ta dùng parameter giống như trong trường hợp là truy vấn mà có điều kiện mà đã là trả về danh sách sản phẩm mà theo mã danh mục nào đó thì trong trường hợp này chúng ta cũng thêm một sản phẩm nhưng mà chúng ta dùng các biến thay vì chúng ta nối chuỗi vào như bài vừa rồi thì bây giờ chúng ta cần dùng cái parameter như thế này thì nó khoa học hơn và rất là dễ sửa lỗi cái quan trọng là dễ sửa lỗi dễ bảo trì thì thông thường chúng ta nên dùng cách này tức là khi nó ngắn gọn nó, nó ít cột thì chúng ta dùng cách đầu tiên được nhưng mà khi nó quá nhiều thì chúng ta nên dùng cách này nó tự ưu hơn thì chúng ta coi lại công thức như sau mọi thứ à, kết nối gán thì nó giống nhau nhưng cái câu lệnh insert nó biết như sau thứ nhất là chúng ta cũng insert into sản phẩm đến truyền các tên cột vào ví dụ cái bảng sản phẩm có 4 cột thì chúng ta truyền bốn cột và đến phần value là giá trị gán cho từng cột thì chúng ta để ý là tất cả là a còng a còng tên biến a còng tên biến ví dụ là a còng mã là a còng tên a còng giá a còng mã danh mục đây là các tên biến mà do chúng ta tự đặt thì các giá trị của nó nó tương ứng nó sẽ gắn cho cái mã này à, còn a còng tên gắn cho cái tên a còng giá gắn cho đơn giá a còng mã danh mục gắn cho mã danh mục à để ý như này ha như vậy thì khi chúng ta có cái này thì chúng ta cần gắn giá trị cho từng parameter Và ở đây chúng ta thấy ba chữ a còng tức là bốn à, chữ a cộng tức là tương ứng với bốn cái biến. Như vậy thì chúng ta cần phải gán bốn giá trị cho bốn biến này. Thì ở đây chúng ta sẽ làm trực tiếp chúng ta lấy là SQL comment ta chấm parameter.s chấm truyền cái tên mã này, tên biến này, phẩy này, SQL db2.in.value bằng 8. Những bài trước thầy thầy làm là thầy tạo một SQL parameter riêng, sau đó thầy gán parameter cho cái parameter này thì cũng giống nhau thôi, tức là hai trường hợp hai cách viết parameter khác nhau nhưng mà à, cuối cùng nó cũng giống nhau đó là gắn cái parameter cho cái SQL comment đây là cách mới mà thầy thầy mong muốn chúng ta biết thêm tức là chúng ta gắn trực tiếp cái tên biến với giá trị cho cái parameter này luôn thay vì là chúng ta tự tạo ra một biến là SQL parameter giống như các slide trước cụ thể là cái bài là truy vấn dữ liệu mà theo điều kiện nào đó đó thì chúng ta nhớ coi lại bài đó ha còn trong trường hợp này là thầy muốn hướng dẫn ta cách làm tắt ngắn gọn hơn tức là chúng ta gán trực tiếp biến và giá trị của biến đó cho parameter trong SQL comment luôn thì chúng ta tập làm à, cách này cũng được ha bây giờ chúng ta sẽ thiết kế giao diện à, chúng ta bổ sung gì từ cái form này này à, ta sẽ kéo thêm một bút tông à, ta ghi là À, lưu có dùng parameter kéo tông ra rồi ta sửa cái nhãn nó là à, lưu có dùng parameter thì chúng ta sẽ so sánh hai trường hợp này rồi chúng ta kéo đến cái test à, nhập cho thầy ha là lưu có dùng parameter parameter được chưa rồi ta click vào thì ta làm như sau À, các bước làm cũng tương tự nhưng mà sai là khác nhau các bước là tạo parameter mét mà thôi bây giờ chúng ta làm từng bước này nếu cũng tương tự à connection mà nó bằng null bằng null thì chúng ta phải cấp phát cho nó bằng new connection chúng nó truyền vô là str connection là cái chuỗi kết nối này và chúng ta có là nếu nhưng mà connection mà chấm stay bằng connection stay chấm close thì chúng ta nhớ open lên tức là connection chấm open và sau đó chúng ta tạo một sql comment được chưa một cái comment À, bằng new rồi sau đó em làm là comment chấm comment thai bằng comment thai chấm à, test à, comment chấm à, comment test bằng cái sql nào đó ha. bằng cái sql à, ví dụ bây giờ chúng ta thử khai báo một cái sql coi chúng ta là string này sql bằng insert into cái bảng sản phẩm ta có gì bốn cột đúng không là cột mã này tên này đơn giá này mã danh mục này đó rồi đến cái VLU ta phải gõ đúng cái tên cột ha mã tên đơn giá mã danh mục chúng ta kiểm tra lại có đúng không à mã này tên này đơn giá này mã danh mục này đúng rồi lấy VLU thì chúng ta làm biến à đến đây chúng ta sẽ làm từng biến à ta nối lại như này vậy chúng ta có là a còng mã, a còng tên, a còng giá, a còng mã danh mục. Đó. tức là chúng ta so sánh với trường hợp trên này. ở đây là chúng ta truyền trực tiếp. làm như vậy rất là rối. đặc biệt là khi mà cái bảng này có rất nhiều cột thì cái sai sót là không thể tránh khỏi. còn khi trong cái trường hợp bên dưới chúng ta dùng parameter thì cái độ sai sót nó sẽ giảm đi rất là nhiều. chúng ta thông qua các tên biến này chúng ta gắn ở ngoài thì thì nó không bị sai sót. À, tức là cái tỷ lệ sai sót rất là ít so với trường hợp đầu chúng ta vừa biết Chúng ta làm cách này ha. Rồi chúng ta gắn qua nó rồi thì chúng ta sẽ coi là comment chấm correction bằng correction. Rồi, sau khi gắn correction xong thì chúng ta cần gắn giá trị cho từng cái biến này này. Đó. Thì chúng ta sẽ làm theo tuần tự. Em sẽ có như sau đó là một cái comment chấm parameter chấm s cái tên biến này là a còng mã này đến kiểu liệu của biến này là sql db type chấm kiểu in tại vì cái mã kiểu in sau đó là chúng ta chấm value ta gắn là bằng tt mã này chấm test được chưa tương tự như vậy thừa thắng xong lên chúng ta làm cho a cộng tên a cộng giá và a cộng mã danh mục chúng ta có ha cùng cao này cần chấm c cần v thay cái a còng mã thành a còng tên rồi in thành n ba cha được chưa value bằng à là TT tên chấm cần chân C cần chân V tiếp những cái giá giá chúng ta có kiểu in như vậy ở đây chúng ta sửa lại là TT giá đó, OK chưa? ta có mã tên giá cuối cùng em có cái mã danh mục cần chân V ta thấy là mã danh mục rồi ta gắn trị là TT mã danh mục đó như vậy em đã có được gì giá giá trị của bốn cái biến à, parameter này và đồng thời chúng ta gán cái parameter này cho cái cái, comment luôn coi như đây là xong ha còn chúng ta mà khuyết cái nào thì chắc chắn nó bao lỗi rồi ta có xong rồi thì chúng ta sẽ gọi lệnh là sql gì sql reader đúng không đó là in một cái kết quả bằng comment chấm sql reader là sai ha và sql nâng query SQ như thế đó rồi là dùng câu lệnh select thì mới được dùng sql reader còn khác select ví dụ như là insert update delete thì bắt buộc chúng ta phải dùng sql non query thì nó trả về cái dòng bị ảnh hưởng à, cái số dòng bị ảnh hưởng bây giờ chúng ta kiểm tra là nếu này red mà lớn không thì chúng ta gọi là hiển thị toàn bộ thôi l thì chúng ta sẽ gọi hàm đó là um, table box chấm sâu là thêm thất bại và bây giờ ta thử ha ta thử cái trường hợp là um, chúng ta à, dùng parameter để chúng ta thêm dữ liệu như thế nào là ta tiến hành ta làm như sau bấm start bấm start để chúng ta, ta thực hành nha ví dụ là mã 12 tên là bóng đèn đường giá là 135.000 mã như mục là một bấm là lưu có dùng parameter này thấy không ra là bóng đèn đường bây giờ thầy tắt đi thầy cố tình thầy làm sai như sau có tình làm sai à, Bây giờ thầy à Thầy để thầy quên mất là thầy để này là tên tên một à, thầy, tức là thầy quên á Thay vì A cộng bên trên thầy khai báo A còng tên Mà thầy cố tình thầy làm sai cái tên biến Hoặc là thiếu tên biến ở đó Thì bây giờ chúng ta chạy lên này Thầy nhập là ví dụ mã bằng 13 Tên bằng à, Bóng đèn à, Cổng giá chúng ta cho là khoảng 200 danh mục 1 lưu ta chờ coi nó bao lỗi gì em theo nó bao lỗi gì đây là bạn phải khai báo cái biến a còng tên như thế mà tức là nó nó thông minh đến nỗi mà nó biết ngay à chúng ta thiếu a còng tên tôi không biết nó ăn mì gói hay là ăn cây hào hảo mì gói hay là bún bò huế mà nó lại thông minh thế nó lại biết được a còng tên là thiếu đúng không thì ta biết đây ta sửa thôi mà thông thường những phần mềm bị, bị lỗi như vậy thì, thì chúng ta cố gắng chúng ta lên chai két ví dụ ở đây này ta có một cái chai két ở ngoài cùng chai ket đã ta gom nguyên cái cục bên trong vô cái cái chai à, ta làm ạ một chai này ket exception rồi để message box này chấm sâu lỗi rồi thím ha cộng cho s chấm uh, message lỗi chi tiết à message này ta chạy lên ta test thử ta là nguyên cái đám bên trong chúng ta quẳng vô cái chai Được chưa cha à, và cái kết này chúng ta thông báo lỗi chi tiết lên để chúng ta thấy này là có lỗi xảy ra thì nó vẫn không tắt phần mềm test thử ra à, là cố tình làm mã bằng 13 tên bằng à, sản phẩm là a đi à, giá chúng ta bằng 200 mã danh mục thầy cho là à, bằng 1 ở đây chúng ta vẫn đăng để tên một nhá còn nó lỗi gì Lưu. À, lỗi 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 à must della scala variable a à, à, cộng tên em thấy không? À, nhìn vào đây là chúng ta sẽ quan sát là a à, à, cộng tên ở chỗ nào ta đúng không? À, a à, cộng tên ở đây và chỗ đây. ô trời ơi sao đặt một nhỉ? xóa cho một đi là xong thôi được chưa? đây đây là cái ví dụ để chúng ta thêm một cái sản phẩm mà chúng ta dùng parameter à, và ở đây thầy sẽ kết hợp phần trai kết để gì nó nó gì nó biệt lệ nó xử lý biệt lệ nó kiểm tra lỗi nó cho chúng ta biết là chi tiết lỗi là gì nhưng mà nó không tắt phần mềm đó là cái hay của nó như vậy là tới đây thầy đã kết thúc xong cái phần hướng dẫn là à, thêm dữ liệu à, như thế nào ha cụ thể là chúng ta thêm theo hai cách là thêm không dùng parameter và thêm có dùng parameter thì hai cách này thì tùy vào trường hợp mà chúng ta sử dụng ví dụ là nếu như cột chúng ta ít thì chúng ta có thể dùng cách đầu tiên đó là không parameter còn khi chúng ta nhiều thì chúng ta nên dùng parameter nhưng mà nói chung theo kinh nghiệm thì thầy thấy là chúng ta nên dùng parameter được chưa còn ở đây thầy hướng thêm cái không dùng để chúng ta so sánh sự khác biệt của chúng thôi như vậy thì để rõ ràng hơn dễ sửa lỗi hơn dễ bảo trì hơn thì chúng ta nên dùng parameter như vậy là tới đây các em nhớ làm lại bài này nhiều lần để chúng ta hiểu được rằng là cách thức thêm vào một à, sản phẩm như thế nào để dựa vào cái sản phẩm này chúng ta có thể làm cho những bài khác ví dụ là thêm một danh mục này thêm một sinh viên này thêm một khách hàng này thêm bất kỳ cái gì đó thì chúng ta có thể có một phương pháp làm cụ thể là chúng ta dùng parameter ha chúng ta thông qua câu lệnh là sql query nó trả về một số dòng ảnh hưởng thì chúng ta sẽ biết được nó thành công hay thất bại như vậy thì các em nhớ làm lại là bài này ha chúc em thành công